Đây là vườn bưởi nhà em nha các bác. Đang đi tiến hành xới sáo trên bề mặt cho nó sạch cỏ. Dạo này nhiều cỏ quá. Cái công việc này được làm rất là thủ công. Do cái địa hình nó không được như mong muốn, cho nên là muốn áp dụng công nghệ máy móc cũng hơi phức tạp, cho nên là phải làm thủ công. Một cái điều nữa đó là không dùng thuốc trừ cỏ nhé các bạn. Đấy, không dùng thuốc trừ cỏ để đảm bảo cho một cái trái bưởi có chất lượng sạch, không có tồn dư hóa chất. Đấy, sới này cũng mất rất là nhiều công. Là vườn cây đang trong thời gian kiến thiết, đang phát triển, chưa cho ra trái. Mặc dù là phải hứng chịu một cơn mưa đá nhưng mà đến hiện tại thì vườn bưởi đang phát triển này đang có dấu hiệu hồi phục trở lại.